Rồi hello Giang, chào tất cả mọi người nha. Trở lại với video của Giang nhé mọi người. Thì ngày mới Giang chúc mọi người xem video nhiều sức khỏe nha. Hôm nay hội tụ mùng 3 Tết, mấy anh em của Giang đi vô trong cái rẫy này để đốn, nhất là mít nè, chú sữa, rồi chuối sáp nha mọi người, rồi ổi, rồi nhiều thứ lắm. Hôm nay Giang sẽ quay ở trong vườn của em gái mình ở bên Vĩnh Long cho mọi người xem nha. Đó, mời mọi người đi nha. Đó, đây là mấy đứa phía trước nè. Nói chung là nhỏ lớn có hết nha. Cái bậc này nói chung là rất là sâu. Đó, đi thì phải truyền tay nhau đi. Còn xe thì đậu tên này nha mọi người. Giờ đi thôi. Rồi, lấy rồi. Lại đi mọi người ơi. Nói chung là cái bậc này sâu lắm mọi người thấy không? Đi xuống cái hầm nè. Ở trong ngay mát lắm. Cây này cây gì mắm? Cây này là cây măng cục nha mọi người. Măng cục nha, bự lắm, nhưng mà chưa tới mùa. Giờ đi vô trong này nha. Nó đi trước rồi. Ở trong này nó mát mẻ vô cùng luôn á. Vừa nè. Đâu, mày đợi tao đi từ từ tao quay mày nói chuyện cho mọi người tao hiểu chứ. Rồi đi. Để Giang quay, đây là chủ vườn nè mọi người. Rồi, chào mọi người cái đi. Hello. Ở bên đây là vườn chôm chôm nha cả nhà, đang thiếu nước cạn. Rồi khi nào mình cho nước vô là nó mới đầm hoa ra trái nha. Bây giờ đang thiếu nước nó. Cũng như giờ mình xả nước ra mọi người. Rồi để khi nào mà bơm nước vô thì nó mới có trái mình bán. Rồi đi. Chứ hồi nãy giờ là chỉ trước mắt là chỉ thấy nó vừa thôi đó. Đi. Giờ đi đi làm gì trước nè? Giờ đi đi làm gì trước? Đó, giờ đi đúng chuối trước nha mọi người. Nãy mình bỏ nón tên kia luôn. Đó, mọi người thấy không? Có một cái quả chuối sáp nha mọi người. Đây nè. Đó. Nãy tao đứng bên này tao quay. Vậy nay em gái mình nó nhà vườn thì nó biết hơn. Còn như cái nghề của Giang thì cái nghề làm dâu tâm họ rồi. Chặt chuối nha. cái chuối này nó khô luôn rồi nha mọi người. Đó. Còn nó là cái hoài nó nha mọi người, chuối sáp. Chặt chuối là mình chặt nửa cây thôi cho nó ngã xuống nha nha. Đừng có chặt hết luôn là cái chuối này là nó gãy xuống, nó gãy buồn hết luôn nha. Rồi. Chặt nửa cái thôi. Ngã xuống. Vậy nó cho ngã từ từ xuống. Rồi Khang lại phụ ngã nha Khang. Chết con đỉ là rồi. Rồi và chuối rớt xuống dũng nha mọi người. Tại mình là calamen nên mình không phụ được. Đâu đâu đâu. Đó mọi người. Chuối sáp nha. Cái cùi đó nướng ăn cũng được nữa mắm. Cái cùi cây đó. Mày bỏ lửa đốt thành than luôn. Lâu ngày mình dọn cho nên lá chuối nhiều quá chuột nó cắn chuối dữ lắm. Đâu, đâu, đâu. Chuối chuột cắn này ra đi. Đi vô đó. Bỏ đây đại cái gì. Rồi. Xong một vài chuối nha mọi người. Chuối sáp. Chuối này là đợi mới chín nấu là ăn một cái một thôi. Thế luôn. Trời ơi sao không có cái đôi dép cho nó. Trời. Chết luôn rồi. Đi quên đem. Ừ. Dừa. Bên kia là chôm chôm. Bên đây là chuối. Trời ơi, ai đâu mà lấy đâu mà. Dạ, mày đừng có nấu vậy mày. Đó, đó, đang quay video đó. Nó tọc đi tao. Đi gì? Vậy để anh hai ống ngoài rồi. Đó. Ngon cái này cái gì? Cái này game chôm nha mọi người, nhỏ con nhỏ. Dừa. Tái trà bá lửa luôn. Còn ăn cục để mọi người theo dõi kênh của Giang đi. Chứ sau Giang sẽ quay qua quay cái mấy cái vườn măng cục này. Nó có trái cho mọi người xem. Thấy đẹp luôn. Có trái ăn tại chỗ luôn nha mọi người.
sâu dữ rồi, sâu dữ rồi. Mấy cây, mày nhiều dữ rồi. Tới ổi chưa? Ở bên kia. Gì? Ở bên kia hả? Vậy còn về chưa? Về vô đây làm gì? Cái đó. Ôi, tầm ở đâu? Còn cái này là mấy cái cây chèo nèo mà thường thường ở tên Sài Gòn mình hay nấu lẩu này nha mọi người. Đó, nó đó. Ừ. Ủa anh hai đâu kêu rồi? Ổng lạc đường rồi. Kệ ổng đi. Đi. Hả, từ từ. Đâu? Ờ, thêm một hoài nữa mọi người. Nhưng mà tình hình là nó chưa có già. Đâu? À. Cái này cũng chú sáp luôn rồi gì hay chú già. Này chú già mọi người. Dạng như chuối ở đây thì em gái mình á, nói chung là nó tầm nhưng mà nó không có thuốc than, không phân bón gì, tự nó có lên này có ăn. Còn ở đây ngoài chuối. Còn đây ngoài chuối sáp mọi người, nó mắc cái tông tàu dừa mọi người thấy không? Đúng cái này cái gì? Giang, dắt em Giang. Rồi để tôi xe ra. Ghê chưa? Để tao lại tao đỡ nha. Để tao lấy đầu đỡ. Cây chuối sáp mà cao dữ người ta. Mà nó cao như cây te luôn nha mọi người. Hoài nó cái tàu dừa nè. Cái gì? Rồi. Ồ, thấy bà không giải rồi. Ồ, nó đang rớt xuống nha mọi người. Rồi nó rớt ngang camera luôn, chắc gãy xương luôn á. Để vào nó đạp chết á. Rồi. Bà ơi. Hoài này ngon mọi người ơi, nó gần chín rồi. Vàng tươi luôn nè. Tại tông camera quay nó ấy, nó chỉnh màu xanh đó chứ ngoài vàng tươi nha mọi người. Nó vàng thôi, cái kiểu một trái nó già chứ không phải nó. Mọi người ai muốn ăn trái cây chuối dừa gì liên hệ em gái mình, nó bán cũng rẻ lắm. Tại ở nhà vườn mà. Đó không. Một quầy chuối. Quá chất lượng. Mấy cái này là ăn ngon, sống ngon lắm. Cái này là mình ăn với mắm đồ trắng ngon. Trái sống á. Nhờ đi tiếp gì? Không biết hay vậy. Thôi được rồi đó mắm ơi. Nhiều dưới sao chở nổi. Hả? Đi. Người ta ăn hết thôi à. Người ta ăn cắp thì gì? Không, người ta thấy già mình không đốn, người ta đốn. Ừ. Hay vậy. Bên đây là mấy cây cao, nó dừa. Đâu? Ê, cây này cũng già. Đâu sao vậy? Cái đâu sao thấy hay vậy? Đâu? Túi bên cao hả? Trời ơi, nó mì mì bên kia rồi, người xa lắm. Đó. Nó rớt xuống mà dính vô cây dừa. Nó dính vô cây dừa thành cái chuối luôn. Thôi để gì tư tèo lên á, tèo được không? Thôi để tao làm cho mày. Chặt ngay cái đọt nó không chặt. Ừ. Rồi xong luôn. Đang nó tèo dừa luôn rồi. Thôi để tao lại ấy á. Rồi cầm máy quay đi. Được đâu mà được. Đó. Rồi giờ tới Khang nó lọt mương rồi nha mọi người. Cháu mình. Đi lấy quầy chuối lên. Giờ lên coi. Nói chung là mấy cái chuối mà nó có bị đen đen vậy là ăn ngọt lắm nha mọi người. Rồi, em nó để đi. Rồi giờ tiếp tục quay đó nha mọi người. Để anh chặt cho. Đâu? Quay này là nó mừng nha mọi người. Giờ để mình sẽ chặt. Rồi mình sẽ chặt, em gái mình quay cho mình nha.
Rồi anh ơi. Rồi. Đứng đúng lên được rồi. Ây dạ. Rồi kháng kháng lại đỡ đỡ. Ôi hên quá nó rớt rồi, nó nằm lên cây chuối luôn rồi. Nó chịu qua cái cây chuối. À, à. Đẩy chỗ qua bển luôn. Ô. Lực sĩ luôn Ma Du, rớt xuống mương lên còn lực nha. Rồi. Đây là thành phẩm của mình nha mọi người. Chuối này là tới già luôn nha. Khi nào chín là ăn rồi. Để mình hướng dẫn cho mọi người cái chuối già. Chú gà là cái rốn nó ngay đây nè nha mọi người. Là nó rớt, nó rụng ra rồi, nó bằng miếng luôn. Đó, thấy chưa? Mình nghe mùi mật ong rồi. Thơm quá. Rồi. Yeah. Rồi, cầm dao đi. Đấy, giờ để ra đi, tí xíu ra gom nha mọi người. Đó. Con ta mình đốn được không? Cái dâu da nha cả nhà, dâu xanh á, cái dâu mà cái này cái dâu xanh nè mọi người, nó có hai tái kìa, hết mùa rồi, hết mùa rồi. Cuối vườn chưa? Rồi giờ đi hướng nào? Giờ đi ra ngoài chỗ ngoài đây coi có mít không nha mọi người. Đây có cao nữa, cao mà ai xía răng cầu rồi đó. Có cây sầu riêng nữa mọi người. Làm gì củi chậm cái gì? Không có gì xả gỗ ra làm cái á. Đó, bây giờ tới mít nha. Đây tới mít nha mọi người. Mít này ngọt hơn mít hôm bữa cho đấy hả? Mít khác là mít gì? Ờ, có một cây sầu cát lại à. Cây sầu cát không? Sầu cát chua á. Chua. Chua, 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 chua lắm hả? Ngọt không? Đây có cây sầu cát nha mọi người. Đó, có trái rồi. Đây bên đây mấy sầu nhà, còn bên đây là sầu của người ta nè. Ừ. Sầu nhà nó mới có bông. Có chè không à. Mọi người không thấy có cái cây cóc không? Đây nè, bự hết biết luôn, cổ thụ luôn nha mọi người. Đó, bây giờ em gái mình nó đang sử mít cao dữ rồi. Thử đi. Thử tước không ấy để tao leo. Vậy nó hư luôn què gì. Đâu có. Rồi không chảy mũ. Chưa già nha. Thường thường lấy con dao mà chặt nhẹ cái ngoài đó nó xì mũ ra là mới già nha mọi người. Mũ nó. Nè mà với mày nấu cho mày nói cho khán giả nghe nè. Nè. Mít mà nó ra cái mũ mà bồng con giống như mà sữa vậy đó là mít nó già rồi nghe, mình cắt vô mình vú ăn được nha. Còn hồi nãy nó mổ một cái không thấy miếng mũ luôn nghe mọi người. Hả? Vậy đi đâu nữa? Vậy đi tới vô. Giờ mình sẽ đi qua vườn ổi nha mọi người. Giang chưa kết thúc cái video tại đây đâu nha. Đi tiếp. Rồi bây giờ là Giang sẽ hái dừa đãi cho mấy chị em phụ nữ với mình uống luôn nha mọi người, khát nước quá tài. Đó giờ xử cái hoài đó nha. Lấy món tay ra cái dừa luôn. Đó. Rồi, tình hình là cái hoài này nó đang vừa ăn nha. Anh ba bẻ đi khỏi đem dao ra không nguy hiểm. Không nghe, nó móc cắt tét luôn luôn á. Đây, lực sĩ ra leo dừa nha. Được không? Được không? Ui. Rồi. Ghê, cố lên. Thấy ghê chưa? Nhé ra dao quá nghe. Gãy luôn không? Đu. Đu toàn tan mà không đó kìa cả nhà. Giờ dính dao bên kia luôn rồi nha mọi người. Giờ phải leo lên lấy dao nữa. Nãy chịu phải đi dao. Lấy cậu đỡ lên nha. Đỡ cậu lên nha. Đỡ đứt nè.
vô. Trời ơi, hai mập chèo thôi, chân gãy cây dừa. Thôi chạy ra chú Cát ơi. Giang cái lòng quay. Rồi rồi rồi, gãy chuối luôn rồi. Rồi Giang một tay non má mày vừa đến non cái quà hôm nay mới vừa ăn mà. Hai tái cái quà đó non á. Ba tái thôi gì vừa thôi. Bốn không chặt như bốn tái rồi, năm người chặt bốn tái thôi em uống đâu. Năm tái rồi, bốn tái chặt hết luôn đi. Ây dạ. Dao nặng cái mẹ luôn. Ây dạ. Uống được tới vô cũng cực khổ lắm nha. Mạnh mẽ rồi nha mọi người. Quà hôm nay nó mới hả? Quà này nó vừa ăn dùm nha. Không. Rồi giờ tới đặt cho ta quay. Rồi. Bỏng của non chặt cho. Rồi giờ tới ba dao sao dao này sao chặt được. Tới màn chị hai mình. Chị ba. Nó vừa non mà ta nói em không có cãi được á. Không, vừa vậy uống mấy. Làm mấy tới đó vô khăn. Vừa mới nhanh chán. Bà nội ơi nó mệt. Không cái loại như thế này mới ngọt nè. Nè, ai uống uống trước đây nè. Bà có con dao mà ngoài nghe. Nó phải quảng cáo ba dao mà mới chặt con dao mà uống được luôn nè. Yếu rồi, yếu rồi. Mày ơi. Thôi. Uống uống trước đi. Mình hiện tại mình đang thở nha mọi người. Thở như trâu, trâu đi cày vậy. Ủa anh hai nãy ông ra ngoài luôn hả? Anh hai nãy ông ra ngoài kia luôn vậy. Về đi, ra ngoài là chuyện gì ke rồi. Đi ra ngoài cũng hút hút rồi. Chịu phải nổi vậy. Làm cái gì mà chặt kỳ kỳ vậy Tài? Lung tay vậy. Dao nó ra ngoài đâu. Rồi xong rồi nó dính mũ dừa đó. Trời ơi. Ôi da, mệt quá. Đến giờ xương tổ tài chặt hai dao thôi nha. Hai dao. Nè ra, nè ra. Nhưng mà nó hơi mặn mấy dao. Mồ hôi nó rớt. Ồ, đá vô tài nước bắn lên tới đầu luôn. Rồi. Đường khe nước chảy. Rồi. Xong mọi người. Thành quả là được quả dừa. Quả đuối, uống rồi. Mặt mày của chị hai thì quá trời. Nhưng mà mọi người nha. Quá ngọt kìa mọi người. Thôi uống đi, con uống đi. Đi nè, đi nè. Ngọt không, ngọt không? Nào ngước lên. Cái mặt nó hai mày muốn sặc dừa rồi. Thấy còn bà chị hai mình thì cái mặt bà dính toàn sơ dừa không. Còn mình mấy mà dính bụi không nha mọi người. Vừa nghe, cây nhà lá vừa rất là ngọt luôn nha. Có lợi gì nhắn nhủ tới khán giả không nè? Mai mốt ai có ghé qua Cồn Tân Quy thì ghé đây nghe. Mời uống nước dừa luôn nha. Vườn trái chặt. Rồi cảm nhận coi tới dừa này như thế nào? Ngọt không? Nước dừa này người ta kêu là dừa đỏ. Vậy nè. Nước rất là ngọt nghe. Dừa dâu, nước rất là ngọt luôn. Dâu dâu, dâu tá bị chán mà dâu gì điên vậy. Dừa đỏ thôi, không có gì. Rồi giờ quá trình đốn chuối xong nha mọi người. Quá mệt rồi. Giờ tới rã cái chuối ra bỏ vô cái bao. Đây, bao để sẵn rồi. Đó. Một đống chuối luôn. Ừ. Rã chuối rồi. Có con dao nhỏ xíu. Giờ là nó rã cái chuối ra thành hoài nghe mọi người. Cái này chuối này. Chuối này không có bự nha. Chuối sáp mini. Nhưng mà rất là ngọt, rất là dẻo luôn nha. Ngập ăn ngọt. Nói chung là nguyên cái cái này nó vàng luôn. Chuối nào qua chuối nào. Kè nó bị đứt uổng không? Về mình để mình nấu cái mình trưa mình ăn. Chú này ăn tốt nha mọi người. Cái nhà nó quay sát mọi người xem nè. Đó mọi người không thấy. Thôi, cái vàng nó. Đi vô nè. Tới thui rồi. Tới thui
hồi về tới nhà tới màu rồi. Rồi ai ăn? Em ăn. Mày khỉ rồi ăn với ai ăn? Đây nè, ăn rất ngon nha. Nó không chát nha cả nhà. Ăn nó bùi bùi á, ngon. Rồi, tóc hành lên nha. Rồi giờ tới màn em mình nó thọc mít nha mọi người. Tay mít ở đâu à? Tay đó phải không? Đó, bây giờ tay mít đen đen nó nằm trên đó nha mọi người. Mày né ra Khang. Đi qua đây quay cho mọi người xem. Đó. Đây đủ ngựa. Đây tay mít đây mọi người. Thôi. Rồi xong luôn. Tới con chạy nghe chị hai ơi. Nó xuống tuốt dưới này luôn mọi người ơi. Giờ. Giờ để Giang xuống đây Giang. Con làm nhưng mà sẽ đây nè. Rồi. Nó lủng lẳo đây chín luôn à. Thơm dữ hả? Này cầm kéo dơ ra đừng cho mũ đó. Mít này mít nghệ mọi người ngon lắm. Rồi đi lên rồi. Đây thêm ngoài chuối cao mọi người ơi. Mùa này trời nắng là tái chuối nó tí ét à, bằng ngón tay à. Rồi đi em ơi, qua đây. Qua đây quay vườn vú sữa cho mọi người xem nè. Vú sữa này của ai mắm? Dạ. Thôi khỏi. Đây là vườn người ta bọc lại hết rồi nha mọi người. Đó. Chính là bọc hết. Trái quá trời luôn. Rồi đi. Đùm đùm luôn. Đi. Mười lăm ngàn nha. Để có ở đây có trong trong vườn có không à? Thôi điên hồ quay lại. Đây điên hồ quay lại. Rồi tiếp tục nha mọi người. Giờ tới đứa em mình nó sẽ đốn cái bài chú già đó dần dần mọi người thấy đó. Bây giờ quay chậm lại xem. Coi thứ ăn được không mà đốn. Chim ăn tới vậy. Sâu quá, nó chín quá nè. Nó bị sâu quá các bạn. Sâu quá nè. Thôi bỏ đi. Thôi, cái chín quá nó bị dầu nha mọi người. Giờ Giang bỏ cho không có ăn. Thôi bye bye mày nha. Chắc nó rụng trái luôn. Chín quá. Để Giang Khang nó lộn ơi. Coi còn được ha. Ôi dầu không à, dục. Dâu không à. Thôi đi 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 đi. Tiếc ấy tiếc. Cháu mình nó tiếc rồi. Rồi okay. Trái đó chín được á. Rồi. Cảm nhận thấy ai ngon không? Mời mọi người đi nè. Rồi. Dạ Giang có đường tái đó nha mọi người. Thử ngon không? Thơm quá, mời mọi người miếng nha. Mọi người uống chú nha. Chú chín cây mọi người. Đó thì Thâu Giang xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Đó hiện tại thì đang ở bên phà đi về nhà thôi đó. Người thấy không, được ba tay mít với hai cái bao chuối sáp nha mọi người. Đó. Đây là đang ở trên cái phà. Đây nè. Sau bên đây xà lan đẹp lắm. Thâu Giang bye bye mọi người nha. Mọi người đừng quên đăng ký kênh Giang nha. Giang sẽ làm rất là nhiều video hơn nữa cho mọi người xem nha. Bye bye.